u theo rồi, chú ý nó đi ngược nè, u theo rồi đi ngược đấy, bung chân lên. Ôi, chức văn của chức chỉ đạo. Với tỷ số 6-0, vận động viên Bình Phước giành huy chương vàng nội dung 48 nữ, huy chương bạc Quảng Nam, huy chương đồng Nguyễn Lan Thu Liên Bắc Ninh và Nguyễn Vui Hải Nguyễn Quảng Nam quân đội. Tiếp theo